cựu bộ trưởng tài chính Hồng Kông ra tòa về tội tiêu xài xa hoa, tin từ Hồng Kông Hoa Lục. Cựu nhân viên cao cấp Hồng Kông Donna Sang ngày hôm nay 5 tháng 10 đã bị đưa ra tòa về hai tội vi phạm pháp luật nhà nước. Đây là sự kiện mới nhất đánh dấu một loạt tai tiếng xảy ra trong giới thương gia kỳ cựu và các nhân vật chính trị cao cấp tại Trung tâm Tài chính Hồng Kông nổi tiếng thế giới ông Sang 70 tuổi, đã nghỉ hưu cách này 3 năm sau khi rời cấp ghế công chức cao cấp Bộ trưởng Bộ Tài chính mà ông từng phục vụ trong chính quyền thuộc địa của người Anh trước đây. Theo Ủy ban độc lập chống tham nhũng, ông Sang bị khởi tố vì có liên quan đến một hợp đồng thuê nhà ở thành phố Shenzhen của Hà Lục, nơi ông được chọn làm người thiết kế một căn nhà dành cho chính phủ. Ông Sang bị cáo buộc về tội chi tiêu lãng phí trong khi làm nhiệm vụ ở ngoại quốc, đi du lịch với các trùm truyền thông bằng phi cơ riêng và bằng du thuyền sang trọng. Ông Sang chỉ biết tin bị khởi tố một tuần lễ sau lần xuất hiện trong ngày Quốc Khánh Hoa Lục không ngày 1 tháng 10 vừa qua tại Hồng Kông, đứng giữa các chức sắc cao cấp của Hồng Kông và đến thăm Bắc Kinh đến giữa ngày diễn binh rầm rộ. Hồi cuối năm ngoái, một cựu viên chức chính phủ Hồng Kông khác đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam vì liên can đến một vụ nhận tiền hối lộ.